treo cổ kẻ ngoại tình. Ngày xưa, ở vùng đất Brabant, có một vị công tước đứng đầu tên là Limbrug. Sau khi ông mất, cả lãnh địa rơi vào rối ren, loạn lạc. Người con trai Godfred của ông, người thừa kế của dòng họ, bỗng nhiên mất tích. Mau lên, phải tìm bằng được con trai Godfred của công tước Limbrug. Trời ơi, sao đột nhiên công tước trẻ của chúng ta lại biến mất không một dấu vết chứ? Quận chúa Elsa, Ortrud, nhà tiên tri sáng suốt của lãnh địa cha ta. Bá tước Theramin, chồng của ngươi, đã tìm được em trai của ta chưa? Dạ, vẫn chưa tìm được thưa quận chúa. Nhưng mọi động cơ và bằng chứng đều chống lại nàng. Nhiều người cho rằng nàng ám hại em trai mình để hòng độc chiếm quyền cai quản đó. Ai đã tung những lời đồn ác ý đó chứ? Elsa, quận chúa bé nhỏ tội nghiệp của thần. Thần và Theramin đã hết sức ngăn chặn, nhưng có lẽ vương quốc ta lâm nguy rồi. Thưa quý vị quan khách, trước khi qua đời, công tước Limbert, người cha đáng kính của Elsa, đã cho gọi tôi đến đây và nói: "Thầm muốn người sẽ cai quản lãnh địa, trở thành người chồng, người che chở cho con gái Elsa của ta." Hả? Chẳng phải Theramin đã có vợ, là nhà tiên tri Ortrud rồi sao? Lẽ nào công tước Limbert đã hứa truyền lại quyền thừa kế cho bá tước tàn bạo này? Sao cơ? Một năm trước đây, hiệp sử Theramin đã ngỏ lời cầu hôn, nhưng cha ta đã thẳng thừng từ chối. Thề có linh hồn của cha ta, ta chưa từng nghe những lời nào dối trá hơn lời Theramin vừa nói. Dối trá ư? Tôi xin thề trước thành gươm hiệp sĩ rằng nàng đã đồng ý làm vợ của tôi. Bá tước Theramin, tại sao ông lại bịa đặt điều khủng khiếp như vậy? Thật sự ông muốn gì? Elsa, cô nên biết vị trí của mình bây giờ đang ở đâu. Tất cả đàn đồn cô đã hãm hại em trai của mình. Quân xâm lược khung Dari đang đến gần. Thuận tôi thì sống, chống lại tôi thì chết. Thôi được, 3 ngày nữa bên bờ sông Stead sẽ có một phiên tòa phán xét. Hãy làm theo luật của lãnh địa từ xưa đến nay. Ai tin vào chính nghĩa của Elsa ta thì sẽ vì ta mà đấu tay đôi với bá tước Theramin. Ta sẽ tự tìm một người bảo vệ và giúp ta cai quản lãnh địa này. Với tin đồn ám hại em trai mình để chiếm quyền cai quản, ta đố cô ta có thể tìm được ai bảo vệ mình đó. Theramin, chàng định giải quyết cô ta thế nào? Cô ta chỉ là công cụ để lãnh địa này thuộc về vợ chồng chúng ta mà thôi. Một khi ta lên được ngai vàng rồi thì cô ta xem như mất giá trị thôi. Chàng yên tâm, không ai dám đứng ra mặt chống lại chàng đâu. Cả lãnh địa này ai mà chẳng sợ bá tước Theramin chứ. Elsa cho người đi kiếm ở những cung điện gần xa, nhưng họ đều trở về mà không tìm ra ai cả. Ngài Henry, ngay cả ngài cũng không tin cháu sao? Xin ngài hãy giúp cháu thoát khỏi tên Theramin đó. Dù là bạn cũ của cha cô, tôi cũng không dám động tới Theramin đâu. Hắn ta nổi tiếng tàn bạo và khát máu mà. Phen này hen, số phận nữ công tước trẻ tuổi của chúng ta sẽ làm sao đây nữa? Cô ta xứng đáng bị như vậy. Chắc chắn cô ta liên quan đến sự mất tích của em trai để giành quyền thừa kế rồi. Ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ nữ công tước Elsa của Raban và chiến đấu với bá tước Theramin nào? Kìa, đích thực là một chàng hiệp sĩ. Lẽ nào chàng ta tới để bảo vệ quận chúa Elsa chăng? Elsa, em không hề có lỗi. Thanh kiếm của ta sẽ chứng minh điều này. Ngươi là kẻ nặc danh từ đâu tới đây mà dám thách đấu với ta để bảo vệ quận chúa Elsa tội lỗi và dối trá chứ? Chính ngươi mới là kẻ dối trá, Theramin. Ngươi đã vu khống nữ công tước Elsa, Theramin. Ngươi có thừa nhận tội lỗi của mình không?
Tôi thừa nhận, xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Chàng đã cứu sống đời của em. Chàng là ai vậy? Hỡi chàng hiệp sĩ xứ Brabant từng chứng kiến biết bao cuộc thanh trừng đẫm máu, xin hiệp sĩ hãy ở lại bảo vệ cho quận chúa Elsa của chúng tôi. Đối với ta, thật không có hạnh phúc nào lớn hơn là được trở thành phu quân của nàng. Nhưng đạt hãy nhớ, ta không được phép nói tên của mình. Liệu nàng có dám thề với ta rằng nàng sẽ không bao giờ hỏi ta là ai và ta đến từ đâu không? Em xin thề. Nàng hãy suy nghĩ một lần nữa rồi hẳn thề Elsa. Em xin thề. Em xin thề với chàng điều đó. Em sẽ không bao giờ đi hỏi chàng là ai và từ đâu đến. Xin chàng hãy tin em đi mà. Lễ cưới của Elsa và hiệp sĩ Thiên Nga được tổ chức trang trọng, hạnh phúc tại cung điện. Ô trốt, người tới đây làm gì? Thưa quận chúa, thần tới chúc mừng quận chúa đã sinh con trai thừa kế. Nhưng thần cảm thấy thương đứa bé vô cùng. Tại sao vậy? Quận chúa sẽ trả lời con trai thế nào khi nó hỏi bố tên gì, họ hàng của cha nó ở đâu? Trời ơi, nó sẽ nghĩ mình là một đứa trẻ không rõ gốc gác dòng dõi. Hỗn láo! Mặc dù người ta không biết tên của chồng tôi, nhưng quan trọng là chàng đã cứu giúp cả vương quốc này thoát khỏi những người gian ác như ngươi. Tôi là nhà tiên tri. Tôi đã nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh rằng chồng của nàng chính là một con quỷ đội lốt người. Hắn muốn độc chiếm vương quốc của nàng đó Elsa. Chỉ có quỷ dữ mới giữ nhiều bí mật trong người như vậy thôi. Đừng tin lời kích động của mụ Otrecht. Nàng hãy tin ở con tim của mình đi. Bởi vì tình yêu là sự tin tưởng đến tận cùng. Em muốn công khai tên anh để không kẻ thù nào có thể làm nhục anh và con trai của chúng ta. Rõ ràng nàng không tin ta. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đừng hỏi ta là ai. Thế rồi con trai của ta sau khi lớn lên, em sẽ biết trả lời như thế nào với con nó khi nó hỏi cha của con tên gì. Nhất định ta sẽ dạy con trai chúng ta rằng tên tuổi của nó được xây nên bằng những việc làm tử tế, tốt đẹp, chứ không phải chỉ là một từ ngữ sáo sổng nào đó đâu. Chàng đang cố ngăn cản ta biết bí mật của mình. Lẽ nào Otrecht nói đúng, vậy thì ta phải cố hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc chàng là ai? Xin hãy cho em biết. Elsa, cuối cùng nàng vẫn chẳng tôn trọng lời hứa. Không, không ạ, chàng đừng nói gì. Em sai rồi, em sẽ không bao giờ hỏi chàng nữa. Quá muộn rồi. Ngày mai trước tất cả mọi người, ta sẽ công khai tên của mình. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy ta? Xin tất cả mọi người hãy nghe đây. Tôi là Lohengrin, hiệp sĩ chém thánh sứ Monsanvat. Tôi là một trong những hiệp sĩ bất tử với chén thánh quyền lực của Chúa Trời. Vì thế thân phận của tôi phải giữ bí mật. Trời ơi, thật bất ngờ. Vậy mà mấy lâu nay chúng ta cứ thắc mắc gốc gác mập mờ của hiệp sĩ Thiên Nga. Nếu tôi cứu một cô gái và chúng tôi yêu nhau thì có thể ở lại sống hạnh phúc đến hết đời. Nàng phải tin tôi tuyệt đối. Nhưng nếu nàng vi phạm lời thề, buộc tôi phải tiết lộ thân phận, thì tôi phải rời xa nàng vĩnh viễn. Tạm biệt con trai yêu quý. Lại là con thuyền Thiên Nga kia kìa. Vùng đất Monsterfart đang gọi ta. Vĩnh biệt Elsa. Lohengrin, xin chàng hãy ở lại đây. Elsa, cô có nhìn thấy con Thiên Nga trắng kia hay không? Ý bà là sao? Con Thiên Nga đó chính là em trai của cô bị yểm mùa. Vì tình yêu của cô với chồng cô không có sự tin tưởng, nên con Thiên Nga đó mãi mãi không thể quay về hình dáng cũ được. Và chồng cô cũng rời xa cô mãi mãi. Không, hãy đưa Lohengrin trở về đi.
đưa em trai của tôi trở về đi mà. Giờ đây không có một ai bảo vệ cô nữa đâu. Bà lừa tôi, lừa tôi để chiếm đoạt đất đai của cha tôi. Vì không tin tưởng người đã cứu mình, không tin tình yêu của mình và nghe theo những lời gièm pha, Elsa đã tự đẩy mình và cả vương quốc vào kết cục đẫm nước mắt. Một cơn đói. Hôm nay là ngày thứ ba mình đi kiếm quả rồi nhỉ? Công nhận quả ở khu đấy ngon nhỉ? Ừ, ngon, nhưng mệt. Mà hôm nay cậu kiếm được nhiều đấy, cậu cũng thế mà. Thôi, tớ về nhé. Ừ, tạm biệt. Chim Trĩ, muộn rồi đấy, dậy đi. Dậy đi kiếm thức ăn cùng tớ không? Ôi, thôi tớ buồn ngủ lắm. Mà hôm qua tớ kiếm được nhiều rồi, cậu đi một mình đi. Cậu lười quá. Thôi, tớ đi đây. Ôi, đói quá. Cả đống thức ăn nhiều như thế này, ăn còn lâu mới hết. Sao mà phải khổ đi kiếm thức ăn làm gì vội? Chim Trĩ này phí phạm thật. Thế thì chúng ta mới có cái ăn, mà đỡ phải vất vả đi kiếm ở đâu xa. Nhanh nhanh lên nào anh em, còn nhiều quả chín rơi vãi lắm. Chim Trĩ ăn kiểu gì thế nhỉ? Cắn một miếng rồi lại quăng đi. Mà quả ngon đấy chứ, có làm sao đâu. Bình minh thật là đẹp. À, hôm nay mình sẽ sang rủ Sóc ra cánh đồng hoa chơi, chắc cậu ấy sẽ thích thú lắm. Sóc ơi, thung lũng đằng kia có cánh đồng hoa đẹp lắm, tụi mình ra đó chơi đi. Mà cậu lại chuẩn bị đi đâu à? Kiến nói sắp có mưa to rồi, chúng đang vội vã chuyển nhà. Tớ lên núi kiếm chút thức ăn dự trữ, cậu đi cùng tớ nhé. Ôi chào, cậu ngày nào cũng đi kiếm thức ăn, đến nỗi đồ ăn chất đống trong nhà. Nhà tớ còn rất nhiều, sao lại phải khổ sở đến như vậy chứ? Thức ăn trong rừng còn rất nhiều, lúc nào đi lấy mà chả được. Thức ăn dự trữ của tớ đúng là chất đầy nhà, nhưng cũng sẽ có một ngày ăn hết thôi. Vì thế, tớ phải đi tìm thức ăn đây, cậu không đi sao? Không. Đúng là có mưa thật, bọn Kiến dự báo quả là không sai. Nhưng mưa thì rồi cũng phải tạnh, lo gì chứ. Trời ơi, đồ ăn đã hết rồi sao? Mưa gì mà mưa lâu thế nhỉ? Mấy hôm rồi mà không tạnh. Trời ơi, mưa gần một tuần rồi mà vẫn chưa tạnh. Cha cha, cả tuần vừa qua mình ăn thế, mà đã vơi đi thế này cơ à. À, ngớt mưa rồi này. Có lẽ phải tranh thủ đi kiếm thêm chút nữa. Nhỡ đâu mưa bão lại đến, thì chỗ quả này ăn không đủ. Đói, đói quá. Mưa gì mà lắm thế không biết. Ồ, mưa ngớt rồi. Có thế chứ. Phải rồi, mình phải đi kiếm chút gì ăn thôi. Trời ơi, mưa lớn cuốn trôi đi tất cả rồi, chẳng còn chút hoa quả hay côn trùng gì ở đây. À, phải rồi, thế mà mình không nghĩ ra. Sóc nó chăm chỉ kiếm thức ăn dự trữ thế chắc giờ này vẫn nằm vẩn rau ở nhà ăn không hết ấy chứ. Mình ra xin nó một ít vậy. Sóc ơi, có nhà không? Sóc ơi. À, thì ra nó đi vắng. Càng tốt, khỏi phải xin, mình phải tranh thủ chén thật nhanh. Nhanh, nhanh nào. Ngon, ngon quá. Chồn Sóc tự đắc. Thank you.
ngạo quá, không để yên cho người ta ngủ hả? À, anh dậy rồi, giúp tôi một tay đi. Tôi đào mãi mà cái hang vẫn không được như ý muốn. Bảo đến thế mà vẫn không thể đào nổi một cái hang tử tế. Dù vậy anh với tôi chẳng là họ hàng với nhau. Này này, ai họ hàng với nhà anh hả? Ờ, tôi thấy mọi người trong khu rừng này đều nói vậy mà. Quả mà đòi mí với công hả? Trong khu rừng này có ai tài nghệ như tôi không? Ngay cả hổ, diều hâu cũng không thể bằng tôi nha. Anh bé bé cái mồm thôi. Mọi người nghe được, họ cười cho đấy. Anh làm sao mà sánh được với chúa Sơn Lâm, với vua các loài chim chứ? Diều hâu hả? Anh ta có thể bay cao bay xa, nhưng có đào được hang như tôi không? Có chạy nhanh như tôi được không? Có leo cây được như tôi không? À, nhưng mà... Hổ hả? Anh ta thì chạy nhanh đấy, nhưng có biết bay, leo cây, đào hang không? Ngay cả cá heo, vua của biển cả, có thể bơi lội tung tăng. Nhưng bốn kỹ năng còn lại của tôi, anh ta không hề có. À, anh có thể bay á, đó chỉ là lượng thôi. Anh có dang cánh vỗ được như chim đâu. Nếu anh giỏi thế, thì phải được xưng vương từ lâu rồi chứ. Đằng này... Nhắc đến chuyện này, lại thấy bực mình. Cuộc họp khu rừng sắp tới, tôi sẽ kêu gọi mọi người bầu lại cho tôi. Vua của khu rừng này phải là tôi mới đúng. Hổ vua rừng rậm à, diều hâu vua các loài chim à, chỉ là hư danh. Vua các loài thú phải là tôi mới đúng. Anh em, cậu đang nói gì thế? Có giỏi thì trèo lên đây nè anh bạn. Sao thế này? Sao mình không thể vỗ cánh bay lên như chim được? Lúc nãy tôi được nghe câu chuyện của anh với chuột chuỗi, tưởng anh cái gì cũng giỏi cơ mà. Còn chiêu nào để trốn không? Trình diễn cho tôi xem nào. Xin anh tha cho tôi. Giờ thì tôi đã hiểu ra, các cụ nói chẳng sai. Một tài cho chín còn hơn có 9-10 tài. Này chị tha này, tha này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!